Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ review và hướng dẫn các bạn mà cách mà sử dụng cái con máy mà Fabricom Family Computer của hàng Nhật này năm 1983. Thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Các bạn có thể đặt hàng, mình có để đường link đặt hàng dưới phần mô tả ấy. Các bạn có thể đặt hàng tại đó hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp Zalo với mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về con máy này, Family Computer. Thì đây là con máy bút nút của Nhật, hay gọi là máy game băng á. Thì thực tế thì nó chỉ có hai nút thôi, nút A và nút B. Tại sao mình gọi nó bốn nút? Tại vì nó có thêm hai nút tự động ở đây nữa nè. Nếu mà mấy con máy mà hái đài này xa sau này á thì nó sẽ có thêm A, B tự động. Thì mình á chỉ về cái con máy mà 1983 là con máy đời đầu để ép này, bị sắt này thôi, vì con máy là xài mình thấy là tốt nhất, không kén băng nè. Đây nó là vỉ sắt nè các bạn, không thấy cái vỉ ở trong không, là vỉ sắt 1983. Nó có đời 88, 89 nữa, nhưng mà mấy cái đời nó không ngon bằng cái con máy này. Đó, các bạn thấy không? Mắc in sao ba, 1983. Thì thực tế con máy này cầm nó chắc chắn, nhựa của nó ok hơn so với hái đài hàng Nhật, mà sao so sánh được với phê hái đài được, đúng không? Nút bấm nó cũng rất là ngon. Một tí mình sẽ ấy vào thử cho các bạn xem. Thì hồi xưa đấy, nó năm 1980 mấy mà nó chỉ có cổng RF thôi. Đây cổng RF nè, mà rồi mình phải vào đài. Thì đương nhiên vào đài một số TV hiện đại bây giờ làm gì có mà vào đài được, đúng không? Thì mình đã móc cho các bạn cái AV rồi, cổng vàng cổng trắng, một cái này là cái hình, một cái này là cái tiếng. Thì các bạn chỉ gắn vào cổng AV là các bạn có thể sử dụng được, hoặc các bạn không có cổng AV á, khó quá đó, thì các bạn có thể chuyển qua AV ra HDMI. Thì các bạn sử dụng cái này, đợi mình một tí. Thì cái cổng đó thì các bạn có thể sử dụng cho cái con máy TV, Smart TV đều được. Thì đa số mà các TV bây giờ đều có AV hết đó, không có TV nào mà không có AV đâu. Đây là cái AV HDMI nè, các bạn thấy không? AV tù HDMI đó. Thì các bạn sử dụng như đây, một cái dạng là hình nè, còn hai cái này là tiếng. Rồi cổng ra là HDMI nè. Đó, các bạn gắn nghe HDMI vô. Đơn giản. Thì đa số tivi nào cũng có AV hết đó. Bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Ok. Cho con này ra ngoài. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn nguồn. Thì ghi nguồn thì mình gắn vô lỗ nguồn thôi. AC adapter nè. Ở đây là cổng AV. Rồi cái AV mình gắn vào tivi thôi. Thì đối với tivi của mình sẽ ấy cho các bạn xem luôn. Đây các bạn thấy không? Ở dưới ra đây là của mình, là cổng video nè, mình gắn cái dèo vàng, các bạn thấy không? Là cái lỗ màu xanh lá cây đó. Thì nếu mà tivi các bạn mà có ba lỗ thì các bạn gắn đúng ba lỗ thôi. Còn giấy trắng á, mình gắn vô cổng audio, các bạn thấy chữ audio không? Audio nè. Đó, còn bên đây là video nè. Video thì mình gắn vô cái lỗ màu xanh này, màu vàng nó khoanh lại. Đó. Tại tivi của mình là 5 5 lỗ. Còn nếu tivi của các bạn ba lỗ thôi thì các bạn chỉ cần gắn ba lỗ là được. Ba lỗ là giống cái này, đó, vàng trắng đỏ, là gắn vô một cái vàng hoặc cái trắng hoặc cái đỏ thôi. Hai lỗ. Còn các bạn sử dụng HDMI, các bạn chỉ cần ấy vậy là được, không có phức tạp hay cầu kỳ gì đâu. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Thì các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ bình bình luận bên dưới, mình sẽ ra giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử đập ăn cái băng đầu tiên là cái băng 12-1. Cái băng này nếu mà nói về chế tăng á thì các bạn nên mua băng này, thì nó đầy đủ các loại tăng luôn, tăng A, B, C, D rồi các kiểu nhức đầu luôn ấy. Băng 12-1 này cũng khá là hay nè. Bạn là những game quen thuộc không?
số 12 nè, tăng nè. Thì cái bảng này nó có rất là nhiều lô tan. Để mình nhớ xem mình chỉnh chít được không? Lâu quá rồi mình quên. Xem lại cách chỉnh. Mình quên cách chỉnh của nó rồi. Thì bắn tăng thì nó cơ bản là vậy thôi. Thì nó chỉnh được 21 mạng á, 19 21 mạng á. Mình quên cách chỉnh rồi. Để bữa nào mình sẽ nghiên cứu lại, mình chỉ cho các bạn. Không, các bạn thấy bấm rất là nhẹ nữa không? Không cần phải sử dụng tới cái nút tự động làm gì. Bấm tới nhẹ mà luôn rồi. Yeah. Bạn này rất là nhiều game hay. Kim cương này tới chết nè. Những bạn nằm chơi tăng á, thường sẽ hết rất cố, hết được cuốn này. Vì nó nhiều tăng. Nó có tăng lọ nước là tăng 1990 nè. Bạn là đầu trên Apple đồ cái kiểu nhiều game hay. Thì sau cuốn này còn một cuốn, nó là cuốn huyền thoại rồi, đó là cuốn 64x1. Ai cũng biết rồi đúng không? Giờ máy này mà không biết 64x1 nó ho luôn. Quen hụt. Okay. Nhiều game hay, ví dụ như Mario này. Con máy Nhật đi rất là êm không? Chỉ là hai nút thôi, mình không cần sạc tên nút động mà. Băng này cũng rất là hay, có nhiều trò không có bị trùng game. Đó, rồi đây nơ đồ cái kiểu. Video của mình tới đây thôi. Thì các bạn có thể đặt hàng cái phần mô tả đó, các bạn có thể nhấn vào đường link Shopee hoặc Lazada các bạn đặt hàng, và có thể liên hệ trực tiếp với mình. Nếu mà có hỏi thắc mắc nào các bạn bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.